Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập cho cái bài 2 trong môn AP.NET. Thì cái bài tập lúc trước á, là mình yêu cầu các bạn làm là thứ nhất là giải quyết lỗi của cái bài tập mà load item vào trong cái drop list. Rồi, mở bài tập đó lên. Open cái website. Này. Rồi. Chạy lên. Thì cái trang này nó đang còn lỗi là thứ nhất là lúc mình đây là mình load 5 con số. Và nói lại về cái bài tập này là khi người chọn cái số nào đó, bấm button thì cái chữ này nó hiện là bạn đã chọn số mấy. Thì ở đây á, khi mình bấm cái nút này thì nó có lỗi là nó lại load thêm 5 con số tiếp theo. Bấm nữa thì nó load nữa. Cứ bấm thì nó cứ load thêm 5 số từ 1 tới 5. Lỗi thứ hai là khi mình chọn số 3 chẳng hạn, thì bấm button thì nó lại quay về số 1. Và đây là hiện về bạn chọn số 1. Thì để mình sẽ xem code thôi, xem mình làm gì mà tại sao nó ra vậy. Thì bạn thấy là đầu tiên là trong cái payload mình sẽ một trùng lập từ for từ 1 tới 5. Sau đó mình đẩy nó vào trong cái drop list. Và sau đó chọn số đầu tiên là cái chọn số đầu tiên làm cho cái drop list đó. Thì cái vấn đề á là nếu như mình hiểu nhầm là lần đầu tiên trang web được chạy thì nó vô payload, và sau những lần đó thì nó không vô payload nữa mà nó vô đây, thì mình sẽ viết như thế này. Tức là lần đầu tiên nó vô đây, lần đầu tiên nó vô trong cái payload này, nó vô đây rồi thì không nói rồi. Nhưng mà khi bấm button này thì nếu bình thường á, mình sẽ nghĩ là nó sẽ không vào payload nữa, tại payload giống như mà lần đầu tiên cái trang web được load thì nó vô đó thôi. Nhưng mà thực ra nó lại vô payload nữa, rồi nó mới đến cái sự kiện của cái nút này. Bấm vô nó không vô cái button liền mà nó vô payload, lúc nào cũng phải vô payload. Vậy thì rõ ràng là lần đầu tiên bạn chạy lên, nó vô payload thì nó load được 5 số. Rồi ok, không nói gì. Bây giờ bạn bấm button thì nó lại vô payload nữa, thì lúc này nó lại add thêm 5 số nữa. Cho nên bạn thấy nó thêm 5 con số nữa. Vậy thì cách để viết là gì? Thì hoặc là bạn lấy drop list, bạn mỗi lần mà bạn chuẩn bị add vào thì bạn chấm item, bạn clear đi. Rồi vậy thì giải quyết được cái vấn đề là nó không có add thêm, không có add thêm. Nhưng mà thường thì người ta không làm vậy. Mình sẽ làm nó giải quyết cái điều này bằng dựa vào cái epoppet. Thì rõ ràng cái ý định của mình muốn gì? Muốn lần đầu tiên trên web chạy, nó sẽ load cái này.
Lần thứ hai, lần thứ ba khi người ta submit lên, người ta bấm cái button để lên đây thì nó không làm nữa. Thì đơn giản là cái đoạn code này nè, bạn cho nó chạy một lần đầu thôi, những lần tiếp theo không chạy nữa. Vậy thì có một thuộc tính để xác định điều đó là epochpad. Vậy bạn nói là nếu mà nó chưa có epochpad thì mình viết cái này, tức là lần đầu tiên thì bạn mới viết cái này. Vậy nếu epochpad bằng bằng phone, tức là lần đầu tiên trong web được load, thì bạn làm công việc này. Và ngay cả cái đoạn lệnh này thì bạn thấy là sở dĩ mà bạn chọn số 5, số 4 gì đó thì nó vẫn hiện là bạn chọn số 1. Tại vì cái này được chạy trước. Chạy trước thì nó lại đẩy về 1 lại. Đẩy 1 lại cho nên lúc này bạn thấy là gì? Thấy số 1. Cho nên bạn cũng bỏ nó vô trong cái epochpad bằng phone, tức là nó chỉ load, nó chỉ làm những công việc này lần đầu tiên thôi. Những cái lần tiếp theo không làm. Bạn coi nè. Rồi. Lần đầu tiên. Ok, nó vô if. Rồi. Nhưng mà những lần tiếp theo bạn chọn 3, bấm button thì nó không vô if nữa. Tại vì lúc này epochpad bằng true rồi. Oh. Button list đây là đúng ý mình. Thì lúc này nó hiện được bạn chọn số 3 và đồng thời thì nó không thêm vào nữa. Rồi, ok. Đó là bài tập thứ nhất. Tiếp theo là bài tập 2 là cộng dồn những số chẵn. Rồi, vậy chúng ta file open website bài tập 2. Tập 2 hiện giờ chẳng có gì cả, mình chỉ trang trí thôi. Ý của mình muốn là ví dụ như người ta nhập một số vô, ta nhập số 1 thì nó sẽ tổng là 0. Ví dụ người ta nhập, tức là mình chỉ cộng những số chẵn thôi. Nhập số 4 thì nó sẽ hiện như đây là tổng là 4. Nhập thêm số 2 nữa thì tổng sẽ là 6. Tức là mình muốn cộng những số chẵn. Rồi. Vậy thì mình sẽ có một cái dữ liệu lưu trữ lại. Bạn thấy là mình, ví dụ như người ta nhập số 4, mình cộng vô là hiện số đầu tiên là 4 thì nó ra 4. Sau đó bạn nhỏ số 2 vào thì nó sẽ cộng thành 6. Vậy thì số 4 đó được lưu trữ lại. Được lưu trữ lại. Sau đó bạn cộng nó thành 6. Sau đó nhập thêm số 6 thì nó lại lấy số đã lưu trữ lại là số 6 cộng 6 là 12. Thì mình chỉ cần có một cái dữ liệu lưu lại mà không cần có cái hình dạng trên trang web. Mình lưu ở đâu đó. Thì lúc này mình chọn View State. Mình chọn View State để mình lưu lại. Rồi. Vậy thì lúc đầu mà trang web được load thì mình, tức là lúc đầu, tức là lúc epochpad bằng phone, thì mình sẽ tạo một cái View State, đặt tên cái biến là ví dụ như số đi, bạn gán cho nó là bằng số 0 tại vì lần đầu tiên. Rồi, và lần đầu tiên đó bạn chỉnh cho cái này bằng số 0 đi cho người ta nhìn thấy số 0. Rồi, bây giờ khi người ta bấm button này thì mình sẽ đem cái số hiện tại, tức là cái View State số, mình đem cộng với lại cái textbox, cái nội dung trong cái textbox 1
muốn cộng số thì mình bạc cái này, tại vì test của test bốc 1 là chuỗi cho nên bạn phải bạc. Rồi thì mình sẽ có một con số mới, mình bỏ vào trong cái họ đề lên cái số này. À, nhưng mà vì đây kiểu view state là kiểu offset thì bạn bỏ cái gì vô đây cũng được, nhưng mà khi bạn lấy ra thì bạn phải nói đúng cái kiểu dữ liệu mà bạn bỏ. Đây bỏ integer cho nên ép kiểu về integer. Rồi và cuối cùng là cập nhật lại cái label thôi. À nhưng mà nếu cái này là số chẵn, tức là bây giờ mình tạo ra con số trước đi, integer số bằng, lưu được cái này. Và nếu cái con số này phần trăm cho 2 bằng 0, tức là số chẵn, thì mình mới cập nhật cái này. Đầu tiên mình giữ con số đó. Nếu mà số đó là số chẵn thì mình lưu nó vào trong cái view state này và cập nhật lại cái đưa cái view state vào trong cái label. Vì label là test cho nên cái này tụi trình là chính xác nha. Rồi. Tổng là 0, nhập 1. Tổng vẫn là 0, nhập 4, nhập 2. Tổng là 2, nhập 7. Tổng vẫn là 2 và nhập 8 thì tổng là 10. Rồi, ok. Thì trong bài này mình muốn nói với bạn về view state. Tiếp theo một cái bài tương đối lớn là tạo cái trang đăng nhập đăng xuất với Masterpage Server Control Session, và sau đó là đếm số người đăng nhập, số lượt người đã ghé thăm. Thì ở đây mình đã nêu ra cho bạn, mình đã demo cho bạn cái kết quả nó như thế này. Ở đây không có kiểm tra cái đăng nhập đúng hay sai ha, tại vì mình chưa có hợp tính database. Các bạn chỉ cần nhập tên đăng nhập vô được rồi. Rồi thì bạn sẽ thấy là nó chào người đó. Thì ban đầu á thì là chào khách và có chữ đăng nhập. Rồi ở cái trang nào cũng vậy. Nhưng mà sau đó khi người ta đăng nhập vào rồi, thì là chào người đó và có chữ thoát. Thì ở đây thì mình gửi cho bạn là sử dụng những cái khái niệm này: Masterpage Server Control Session. Thì Masterpage thì tại vì cái trang này nó hai trang này đều giống nhau về cấu trúc cho nên mình dùng Masterpage. Thứ hai nữa là Server Control, thì tại vì ở đây bạn thấy là đây là một nơi trong trang web mà nó thay đổi dựa vào cái gì đó, tức là chỉ một nơi thôi nhưng mà nội dung thay đổi, lúc thì có chữ thoát, lúc chào này thoát, lúc thì chữ đăng nhập. Rồi tiếp theo là dùng session, thì dùng session tại vì nó biết được là mình đã đăng nhập hay chưa, nó lưu trữ một cái thông tin gì đó mà biết mình đăng nhập hay chưa. Hai cái trang này đều đọc được cái biến đó.
tức là cái trang master bay thì đọc được cái biến đó, cho nên nó hiện lên này. Ây, bây giờ mình làm thử. File new website. Rồi, đầu tiên mình phải tạo cái xóa cái trang này đi. Rồi, tạo mới một cái master page trước. Nhớ là tạo master page trước trước khi là tạo những cái trang khác. New item. Master page. Rồi. Ở đây thì trang của mình phân bỏ những cái này đi ha. Bỏ những cái content placeholder vào. Khi nào mình thiết kế xong đã rồi mình đặt content placeholder vào sau. Đây. Insert một table đi. Table này bao gồm 3 dòng. 3 cột. Rồi. Cột này mình mệt cái này lại. Merge cell. Modify merge cell. Rồi, ghi chữ vô banner gì đó. Rồi. Rồi, ở đây là có cái hai cái trang là. Rồi, mình sẽ làm sau. Rồi bây giờ ở đây là nội dung thay đổi, cho nên mình kéo content loader ở đây. Rồi ở đây ví dụ như là footer đi, web được làm bởi gì đó. Rồi. Còn ở đây là cái nội dung. Cái nội dung là cái chữ chào hoặc là cái gì đó. Rồi. Vậy thì mình sẽ đặt nội dung ở đây á, sẽ thay đổi. Mình muốn có chữ chào. Chào ai đó. Hoặc là chào khách. Hoặc rồi khi mà chào khách thì có cái link là đăng nhập. Rồi khi mà chào người nào đó thì có cái link là thoát. Thì khi đó cái nội dung ở đây sẽ thay đổi. Nội dung ở đây sẽ thay đổi. Cho nên cái TD này nó cần phải là một cái server HTML server control. Tại vì nội dung thay đổi, nó trở thành HTML server control, mình mới tác động vào nó và thay đổi nội dung bên trong nó. Cho nên ở đây mình đặt cho nó một cái ID TD chào đi. Sau đó mình cho nó run as bằng server. Đây. Thì mình sẽ chuẩn bị tác động lên nó. Ở đây ví dụ rồi. Sale. Ở đây ví dụ mình có hai cái trang. Là trang chủ. Chọn master page và đến trang này. Thì trang này đơn giản mình chỉ ghi là đây là trang chủ thôi ha. Rồi. Tiếp theo trang thứ hai. Sản phẩm đi. Rồi. Ghi cho nó khác một tí. Đây là trang sản phẩm. Rồi. Bây giờ công việc của mình là thay đổi cái vùng này. Có một cái trang nữa là trang đăng nhập. Và trang rồi trang đăng nhập.
đăng nhập. Trang nhập này thì mình sẽ kéo một cái table gồm có 2 dòng, 3 dòng, 2 cột. Tên đăng nhập. Ở đây là cái chữ lúc nào cũng tên đăng nhập cho mình gõ vào luôn, cần chỉ phải dùng một cái label. Rồi, mật khẩu. Có thể ghi tiếng Việt ha. Rồi, kéo một cái text box vào. Câu thứ hai, text box này bạn muốn nó là cái mật khẩu sao 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 gì đó thì mình chọn text mode đó bằng password. Đây, và một cái nút chỉnh nó về cái chữ đăng nhập. Cái này nó hiện lâu quá. Rồi, đăng nhập. Rồi, ok. Rồi, cái bấm đăng nhập này mình làm gì đó, đúng không? Rồi, lên tiếp đi. Ở đây có hai cái link, kéo hai cái link vào. Link thứ nhất, cái chữ đó là trang chủ. Và cái link là link đến cái trang chủ. Tiếp theo là ở đây bạn muốn xuống dòng mà không có khoảng cách đó. Thôi, cái nào cũng như nhau cả. Rồi, kéo hai link vào. Đây là sản phẩm. Rồi, link đến sản phẩm. Ok. Rồi, bây giờ là thay đổi cái vùng này. Vậy thì khi người dùng chưa đăng nhập thì mình sẽ, cái nội dung ở đây là chữ chào khách và có một cái link để mà link đến trang đăng nhập. Rồi, và nếu mà đăng nhập rồi thì nó chỉ là chào người đăng nhập và có một cái link là thoát. Vậy để mà làm công việc này thì mình dùng đến session. Tại vì cũng với trang đó nhưng mà nội dung ở chỗ này nó khác nhau. Khi mà đã đăng nhập rồi hay chưa, vậy mình sẽ dùng session. Vậy lần đầu tiên thì coi như là người dùng chưa đăng nhập, cho nên mình cần lần đầu tiên mình phải xác định trước. Vậy muốn làm lần đầu tiên thì mình add một cái file là global. Rồi, add vào. Trong cái file này nó xác định cho mình là lần đầu tiên mà cái session được bắt đầu, tức là lần đầu tiên người dùng gõ cái trang của mình lên. Thì mình sẽ tạo ra một cái biến đi. Biến session nó cũng giống như view state thôi, nhưng mà cấp độ của nó cấp độ ở các trang. View state là cấp độ một trang. Mình sẽ lưu là đã đăng nhập đi. Đã đăng nhập. Mình đăng cái gì cũng được. Session cũng là một cái offset thì mình bỏ gì cũng được. Đây mình bỏ phone. Nó tức là chưa đăng nhập. Đồng thời mình lưu luôn, khỏi lưu cũng được. Rồi, đăng nhập bằng phone. Sau đó khi mà người dùng nhấn đăng nhập thì mình sẽ làm gì? Mình ở đây không có kiểm tra ha. Mình sẽ xét luôn cái biến này bằng true, tức là xác nhận là đã đăng nhập.
bằng chuồng. Và đồng thời mình tạo ra một cái miếng mới để mình lưu tên đăng nhập bằng cái text box. Chúng ta lưu tên đăng nhập vào. Khi người ta nhấn đăng nhập thì mình xác định là đã đăng nhập và ghi thông tin đăng nhập. Sau đó bạn chuyển nó qua trang chủ đi. Trang chủ. Đây, đó là xong công việc của đăng nhập. Bây giờ là công việc của những cái trang kia. Và những trang kia thì nội dung của nó, những cái trang như là sản phẩm bên chỗ thì nội dung của nó mình không quan tâm, nhưng mình quan tâm cái phần này để nó thay đổi, cho nên mình quan tâm masterpage. Vậy thì khi mà masterpage nó load lên thì masterpage sẽ cập nhật cái vùng của cái trang này, cái vùng này, thì nó sẽ làm công việc của nó là thể hiện cái nội dung trên đó. Thì thể hiện nội dung trên đó dựa vào cái người ta đang đăng nhập hay chưa, và đăng nhập rồi thì thông tin đăng nhập là gì. Vậy thì mình sẽ đọc cái session lên. Session là đã đăng nhập lên. Vậy thì nếu session đã đăng nhập, mình phải gọi đúng cái tên của nó nên copy cho chắc ăn. Rồi, đã đăng nhập. Bằng bằng phone. Nhớ đây là bạn đang lấy dữ liệu ra, không phải gán vô cho cái object này, cho nên bạn phải ép về cái kiểu đúng cái kiểu bạn đã gán. Thì nhớ là khi mình gán vô thì cái kiểu object thì gán cái gì cũng được, nó không báo lỗi. Nhưng mà lúc này là lúc bạn lấy ra, lấy dữ liệu ra để mà so sánh với cái này, thì phải bạn ép đúng cái kiểu mà bạn đã gán vô, hoặc là ép đúng, nói chung là đây phải đúng cái kiểu mà bạn đang so sánh với cái này nè. Rồi, khi mình đã đăng nhập bằng phone thì mình sẽ gán cái thông tin vô trong cái td. Thì mình lấy cái td đó. Đầu tiên mình tạo ra một cái, mình lấy cái td chào, mình tạo ra một control trước, một cái label trước đã. Label chào, thông tin của nó là chào khách. Rồi, mình có một cái control thứ nhất. Rồi một control thứ hai là một cái hyperlink để mình link đến trang đăng nhập. Tức là người ta đăng nhập thì có cái chữ đăng nhập cho người ta. Vậy hyperlink đăng nhập. Rồi, hyperlink đăng nhập này mình cho cái test nó bằng chữ là đăng nhập. Rồi, cái link của nó, hyperlink, nó có cái link là navigate bằng lên đến cái trang đăng nhập. Rồi, vậy là mình đã có hai cái control mình muốn. Tức là lúc này là lúc người ta chưa đăng nhập thì mình có cái chữ chào và có một cái link. Vậy mình add hai cái này vô trong cái td chào này. Bạn nhớ là mình không có để trong evopad bằng phone ha. Tại vì lúc nào mình cũng kiểm tra, không phải là lần đầu tiên cái cho nó đó là kiểm tra, lúc nào cũng kiểm tra, cho nên không có để trong evopad bằng phone. Rồi mình add vô, add cái label vô này. Sau đó mình muốn có con cách thì cái này cách ra đi. Rồi add cái hyperlink vô. Rồi, vậy là xong cái trạng thái mà
chưa đăng nhập, còn L là trạng thái đã đăng nhập. Thì mình cũng tạo một cái label, cũng tạo cái label này là chào, và cộng thêm cái thông tin đăng nhập chứ không có chào khách, chào gì đó nữa. Và thông tin đăng nhập nó đã lưu bởi cái trang đăng nhập này, đăng nhập nó lưu nè, cho nên mình lấy nó ra, mình cộng vào. Cái lúc này mình cộng vào rồi, đó là một cái link. Sau đó một cái lúc này là sau đó một cái chữ là chữ thoát. Chữ thoát này mình không có chọn hyperlink, tại hyperlink là để link đến một cái trang nào đó, nhưng mà cái thoát này là một cái xử lý, thì nó giống như button thôi, button là một xử lý, nhưng mà ở đây mình không muốn nó có hình dạng button, vậy mình chọn link button. Link button là cái chức năng thì nó giống cái button nhưng mà hình dạng thì giống cái link, cho nên mình chọn link button thoát. Rồi, link button thoát chấm test. Rồi thì ở đây hyperlink là link đến trang đăng nhập, còn thoát đây là không có link đến đâu cả. Thoát thì xử lý bằng cách là làm gì? Đẩy cái session này về phone lại, đã đăng nhập bằng phone, vậy đó là một cái xử lý giống như cái button. Vậy mình gọi cái sự kiện là khi người ta click vào, do đó tức là mình gọi cái sự kiện click bằng cách bằng code đó, thì lúc này mình cộng bằng phím tab nữa, nó xuất hiện một cái sự kiện. Mình viết cái sự kiện mình muốn là mình sẽ lấy này, mình bằng phone lại. Rồi sau đó mình bạn muốn thấy cập nhật các trạng thái thì bạn redirect, respond redirect. Rồi đến cái trang hiện tại luôn thì lấy request chấm draw, đây là chuyển về cái trang hiện tại, tức là giống như bạn refresh lại thôi, refresh lại rồi chạy thôi. Ở đây mua lần đầu tiên bạn chạy trang web lên, nó hỏi bạn có debug không thì debug thôi. Hiện tại nó không, hiện tại mình chưa có xét trang nào chạy, tức là hiện tại đường dẫn như thế này là cái trang default chạy, nhưng mà mình đâu có trang default, mình không có trang default cho nên nó không biết nó mà chạy ha. Cho đó ở đây á, nếu mà có trang default thì nó sẽ chạy trang default, ở đây không có trang default thì bạn phải chỉ cái trang mà đầu tiên nó chạy. Ví dụ là trang chủ đi, set at start page thì nó sẽ chạy đầu tiên. Còn nếu mà cái trang này nó có trang default rồi thì nếu mà chạy như thế như hồi nãy thì nó sẽ chạy được trang default. Rồi trang chủ được chạy lên, bạn thấy là hai trang này đều trang giống nhau, đều giống nhau hết. Ở đây tại vì cái nội dung ở đây nó dài hơn nè, mình không có chỉnh cái độ rộng, cái này nó rộng ra cho nên nó bạn thấy nó bị giật qua, thì mình sẽ chỉnh cái này. Rồi, đăng nhập. Ví dụ như là chọn 1, 2, 3 gì đó. Rồi, ok. Ý cái này mình chưa cái add control vô, mình thiếu một cái giai đoạn add. Mình tạo ra hai control rồi, mình chưa add vào. Ở đây mình có add rồi.
lấy cái table chào chấm control chấm s, s cái label chào, rồi table chào chấm control chấm s, s cái hyperlink, hyperlink không link button thoát add vào rồi. Rồi, đăng nhập. Chọn. Rồi, chào chọn có nút thoát. Thoát. Chào khách, đăng nhập. Hai trạng thái này thể hiện thấy là đăng nhập và đăng nhập vào. Thì hai trạng này đều là ok. Tiếp theo là đếm số lượt người đã ghé thăm website. Một session sẽ tính là một người ha, tức là có một người người ta tạo một cái session. Thì session là gì mình đã giới thiệu qua bài lý thuyết rồi. Tức là người ta cứ vô trang web xong bắt đầu sau khoảng một thời gian nào đó rồi nó hết session, thì coi như là cái lần đó là một lần. Cứ một lần session như thế người tính, mình tính là một người, mình đếm vào. Rồi. Vậy thì ở đây mình tạo thêm một cái thông tin nữa. Ở này mình đừng có mệt ha. Hay là mình tạo đây đi. Số người. Số lượt đã ký thăm. Rồi, sau đó có một cái label. Mình chọn label tại vì ở đây thay đổi. Rồi, ok. Bây giờ để mà đếm số lượt được thăm, cái thăm thì bạn thấy là bạn cần xác định thứ nhất mỗi session sẽ tăng lên một lần. Rồi, vậy thứ nhất là mình sẽ biết được là trong cái này mình sẽ tăng cái session tag này, tức là bắt đầu á mình sẽ tăng lên thành một, tức là có thêm một người vừa ghé thăm. Cái thứ hai nữa là thông tin mà ghé thăm này á là tất cả mọi session đều thấy, tức là mình vô thì mình thấy là đã có bao nhiêu người ghé thăm rồi, bạn vô bạn cũng thấy là đã có bao nhiêu người ghé thăm rồi, và cái thông tin này cập nhật liên tục sau khi có mỗi người ghé thăm. Cho nên cấp độ mà cập nhật và nhìn thấy cái đây là cấp độ nhiều session. Vậy cấp độ ở đây là application ha. Vậy phải nhớ cấp độ của cái biến lưu trữ số lượt người đã ghé thăm là cấp độ application chứ không phải cấp độ session. Tại vì cấp độ session thì nó sẽ mất sau khi session kết thúc, mà cái mất như vậy thì mình không có đếm được từ hồi xưa đến giờ có bao nhiêu người ghé thăm. Cho nên mình sẽ tạo cái biến đó là application. Và lần đầu tiên thì là một, lần đầu tiên là không, là khi không có ai ghé thăm thì mình coi như là không, và đó sẽ được bắt đầu khi mà ứng dụng bắt đầu. Vậy đó là sự kiện application state. Vậy lúc này mình tạo một cái biến ở cấp độ ứng dụng đếm đi bằng không, lưu trữ thông tin từ xưa tới giờ là có bao nhiêu người ghé thăm. Vậy khi mà ứng dụng bắt đầu, tức là khi bắt đầu triển khai web thì coi như là không có ai hết. Và mỗi lần người ta bắt đầu có một người bắt đầu thì mình sẽ tăng biến này lên
Thì đơn giản là biến mới bằng biến cũ cộng 1. Thì lúc này lúc ghép thì bạn phải ép kiểu về cái đúng cái kiểu mà bạn đã gán vô cho cái application này. Rồi, thế là xong. Rồi, công việc còn lại của website là chỉ cần cập nhật thôi. Cập nhật, lúc nào cũng cập nhật. Cho nên để ở trong cái này label, hình như là label 1 test bằng application, gọi cái đó ra. Tu chỉnh là chắc ăn nhất rồi, tại vì cái này là test. Ok, chơi thử. Đây là mình bắt đầu một cái session. Thì khi đó số lượt đã ghé thăm là 1. Bây giờ mình có làm gì đó thì nó cũng là 1 thôi. Nó không như cái lúc mà mình tác động vào cái biến view state. Cái này là ứng dụng, nó là application. Chỉ khi nào một cái session mới kết thúc, một cái session mới bắt đầu á, thì nó mới tăng cái này lên. Vậy khi bạn tắt cái này đây, Visual Studio tắt đi, thì cái đó nó đã kết thúc session giùm mình. Cho nên lúc này á, bạn chạy lên thì đây là session thứ 2, cho nên nó bắt đầu là 2. Bạn thấy là 2 session, thấy cái thông tin này, session mới này thấy thông tin đã lưu trữ trước đó. Bây giờ mình tiếp tục thì nó cứ tăng lên 3 session, thì session này là 3, cứ tăng lên. Nó chỉ dừng, nó chỉ mất đi, tức là cái biến thông tin số lượng cái thăm này là biến application, nó chỉ mất đi cái ứng dụng của bạn bị die, tức là cái server của mình nó không hoạt động nữa thì nó sẽ mất đi ha. Nhưng mà lúc nào cái server lúc nào cũng được mở mà, lúc nào cũng hoạt động, cho nên nó sẽ không sai đâu. Rồi, bạn muốn nó sai thì bạn chỉ cần stop cái server này đi, là ứng dụng đã kết thúc. Ứng dụng kết thúc thì đếm không còn nữa, nó bắt đầu lại bằng 1. Bây giờ cứ như thế, nó cứ chạy lên sẽ bằng 2, vân vân. Ok, kết thúc.